các bà. Hôm nay trong phần 2 về đảo Phú Quý, mình tiếp tục giới thiệu với các bà điểm đầu tiên là cột mốc biển đảo tại Cực Đông. Và điểm thứ hai thì vô cùng nổi tiếng khi nói đến đảo Phú Quý, đó chính là bể cá cổ tại biển Làng Nương mà tất cả các khách du lịch thân thương đã đặt tên cho là đấu trường La Mã. Yeah! Bây giờ thì mình đang đứng ở trên cột cờ của biển đảo Phú Quý. Ở nơi đây á, cái cột cờ được đúc bằng bê tông khúc thép rất là kiên cố, và lá cờ cũng được làm từ một chất liệu vải đặc biệt. À, ngay vùng biển đảo này đã trải qua rất nhiều những cơn bão lớn thì cột cờ vẫn đứng hiên ngang vững vàng và lá cờ luôn được tung bay. Và ngay tại vị trí của mình sẽ nhìn ra cả một vùng biển Đông ở trước mắt, đẹp lắm các bạn ạ. Mình cảm thấy rất là xúc động và tự hào khi đứng dưới chân cột cờ biển đảo, cả một vùng biển đảo Phú Quý tươi đẹp. Từ vị trí cột cờ này chúng ta sẽ ngắm được cả một vùng biển Đông tuyệt đẹp ở phía trước, rất là mênh mông các bạn ạ. Và khi mà mình bước ra khỏi những cái vị trí ở những tảng đá, chúng ta sẽ nhìn nước biển đây trôi, nó màu ngọc bích đẹp lắm luôn á các bạn. Nước biển trong suốt nên tại sao mọi người rất là hứng khởi khi đi ra đảo Phú Quý, là vì chỉ cần ngắm được mực nước biển ở đây thôi là đã thấy tuyệt vời rồi. Từ vị trí cột cờ chúng ta sẽ di chuyển đến vị trí thứ hai, đó là khu vực gành hang rất là nổi tiếng, và khi các khách du lịch tìm đến đây thì đều đi đến con đường đá của gành hang. Ở nơi đây có những cây dây leo đẹp quá các bạn. Nó mọc từ trên đỉnh của cái chỗ tảng đá này đi xuống đó các bạn. Mình cũng không biết là giống cây gì mà nhìn đẹp quá. Và nơi đây có một đoàn làm phim đã làm khu vực này càng thêm nổi tiếng. Yeah, bây giờ thì mình đã bước ra cái rách đá của khu vực gành hang. Hiểu ra tại sao mà gành hang nổi tiếng đến vậy. Mình thì chỉ nghe được câu chuyện này, nguồn gốc lịch sử thế nào thì mình cũng chưa được nắm rõ để chia sẻ cùng với các bạn. Nhưng mà mình hiểu là người dân từ ngày xưa họ đã gỡ từng viên đá để họ xây thành những cái thành, và họ nuôi cá ở đây, và khu vực này đã trở thành những cái đường thành để người ta nuôi cá biển. Và đó cũng là một cái kỳ quan rất là lạ do con người tạo ra và chỉ có ở tại đảo Phú Quý. Và mình còn nghe nói là khi có một đoàn làm phim đến đây, và nơi đây đã trở nên vô cùng nổi tiếng đối với khách du lịch, và có một cái tên gọi mới rất là đáng yêu, đó là đường thành đá cổ, hay còn gọi là đấu trường La Mã tại Việt Nam. Và ngay vị trí này của mình thì hôm nay thì mực nước chưa được xuống thấp nhiều, nhưng cũng thấy hiện ra những cái đường thành cổ. Các bạn sẽ nhìn thấy ngay cái vị trí ở cái mỏm đá mình đứng. Cứ mỗi lần mà mình leo lên và chinh phục được một vách đá thì mình vẫn muốn hét thật vang lên và ngắm ra toàn cảnh đất trời, nó tuyệt vời lắm các bạn. Và điều đặc biệt là nước biển ở đảo Phú Quý nó xanh màu ngọc bích đi các bạn, đẹp lắm luôn, không gì diễn tả được. Quang cảnh ở nơi đây thật quá đẹp, có rất nhiều những cái tảng đá ngầm ở dưới vì nước rất trong mà chúng ta nhìn rất là rõ. Và ở ngay cạnh rất gần kia trên một mỏm núi cao là chúng ta sẽ thấy được cột cờ biển đảo mà lúc nãy chúng ta đã ghé qua. Vùng biển đảo Phú Quý vẫn còn rất nhiều hoang sơ, nhưng mà thả mình ở một nơi hoang sơ như này có những cái xúc cảm khi chúng ta đến những khu du lịch chuyên nghiệp thì lại không có được những cảm giác này các bạn ạ. Thấy mình vừa nhỏ bé này, vừa có đôi chút là hơi sợ sợ, và có một đôi chút thấy là cái gì đó nó rất là khám phá, nó như bừng cái nguồn năng lượng trong chúng ta lên vậy đó. Bây giờ thì chúng ta sẽ di chuyển qua khu vực bể cá cổ và các bạn hát. Và khi mà chúng ta di chuyển qua thì sẽ đi ngang qua một cái cửa hang, các bạn sẽ thấy đây. Và lý do tại sao mà ở nơi đây được gọi là gành hang là bởi vì ở nơi đây có một cái hang chạy từ điểm này xuống tới dưới chân núi các bạn. Nhưng mà ở nơi đây thì đang được khuyến cáo là không đi xuống vì khá là mất an toàn, nên mình chỉ có quay để chia sẻ lại với các bạn thôi. Cửa miệng hang đang được xây dựng bằng những cái loại đá và không biết là từ thời điểm nào, nhưng mà nhìn khá đẹp và khá vững chắc. Các bạn ơi, mình đang đi lên trên cái đường thành làm toàn bằng đá, từng cái phiên đá mà ngày xưa người ta đã được cắt như vậy và xây dựng nên những cái bể cá này. Mình đi lên đây để xem nó như thế nào các bạn ha. Từ ở đây chúng ta sẽ ngắm vào được đường biển này các bạn. Wow, toàn là những cái mỏm đá ở phía dưới thôi các bạn. Và xa xa chính là cái vách đá hồi nãy lúc mình đi ra đó. Bây giờ thì mình chỉ trèo lên để mình ngó được xuống kỹ hơn. Yeah! Những bạn nào thích chơi mạo hiểm thì các bạn cứ đi trên những cái thành đá này, tuyệt vời lắm.
ở đây sẽ có những cái sắc hình cho chúng ta dễ thương, vì ở dưới có rất là nhiều những cái chòm đá và nước biển ở đây thì lại rất là trong và đẹp. Mình có nghe những người ngư dân nói á, khi nước thủy triều lên á, những cơn sóng trắng xóa sẽ tràn nước vào trong những bể cá này, xong rồi lại trao ra. Có lẽ cũng là những cái khoảnh khắc rất là đẹp. Mình đang đi bộ lần lần để đi xuống cái đường của bể cá. Những cái chú cá to, các chú cá dũng mãnh và có độ nguy hiểm nhất định nha, nên các bạn cũng phải hết sức cẩn thận. Và người dân ở đây á, thì để tránh cho các chú có thể nhảy lên cao hoặc là có thể tấn công, thì họ sẽ làm những cái cây tre có đầu nhọn, để khi mà các chú chồm lên thì đều vướng vào những cây tre sẽ bị đâm trúng đau. Và đã luyện cái điều này cho các chú từ khi các chú còn mới sinh ra rất là bé, nên là dần dần thì nó trở thành một cái phản xạ tự nhiên, các chú cá rất là ít khi nhảy lên. Đó cũng là một cái điều may mắn của chúng ta, để lúc này đây mình đang đứng ở vị trí giữa mà có thể bình tĩnh để quay thước phim này gửi đến các bạn. Các bạn thấy những chú cá kiêu hùng rất là đẹp đúng không các bạn? Tốc độ bơi cũng rất là tuyệt vời luôn. Mình hy vọng máy quay sẽ thể hiện rõ những đường nét bơi của những mãnh thú biển xanh. Và phía sau lưng mình cũng là một bể cá nhỏ hơn, là để nuôi những con vật hải sản khác nhỏ hơn, chứ không thể nuôi chung với các bạn cá này được, các bạn sẽ ăn hết mất. Như vậy là mình đã sơ lược được những nét đặc trưng và làm nên sự nổi tiếng của đảo Phú Quý tuyệt vời này gửi tới các bạn. Mình cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi clip. Những lượt like, những lượt share, những lượt đóng góp kênh của các bạn luôn là nguồn động viên quý báu cho kênh Hà Ái trong những chuyến hành trình chinh phục, khám phá nhiều địa danh thiên nhiên tuyệt vời. Mình cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi clip. I love everyone.